Đường sắt Bắc Nam thông tuyến sau 2 ngày bị gián đoạn do sạt lở. Tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh đã được thông tuyến trở lại sau 2 ngày bị gián đoạn do sự cố sạt lở. Chiều 31 tháng 10, một cán bộ công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh cho biết, vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày, ngành đường sắt đã hoàn thành việc khắc phục sự cố sạt lở trên tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua địa phận xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh và cho thông tuyến trở lại sau 2 ngày bị gián đoạn sau khi thông tuyến, chúng tôi sẽ cho chạy thử tải với vận tốc 5 km/h để kiểm tra đoạn đường vừa khắc phục xong. khi đảm bảo an toàn sẽ cho các đoàn tàu lưu thông qua lại bình thường. cán bộ công ty cổ phần đường sắt nghệ tĩnh nói. như đã đưa tin, do ảnh hưởng của mưa lớn, vào khoảng 2 giờ ngày 30 tháng 10 tại km 354 900 và km 355 750 trên tuyến đường sắt Bắc Nam thuộc khu gian Hòa Duyệt Yên Duệ, đoạn qua thôn Liên Châu xã Đức Liên xảy ra sạt lở nghiêm trọng sạt lở khiến cho hàng trăm khối đất đá trên đường dài dài khoảng 50 m bị trôi xuống, tạo ra hàm ếch rộng nhiều mét. Một số vị trí khác trên tuyến đường sắt qua xã Đức Liên còn bị cây cối từ trên núi sạt xuống vùi lấp. Sự cố sạt lở khiến tàu SE1 chở 138 hành khách xuất phát từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phải dừng chờ ở ga Yên Trung, huyện Đức Thọ Hà Tĩnh và tàu SE20 chở 198 hành khách từ Đà Nẵng ra Hà Nội dừng chờ ở ga Hòa Duyệt, huyện Vũ Quang. Sau sự cố, ngành đường sắt đã huy động nhiều xe để chuyển tải 336 hành khách giữa hai tàu với nhau để tiếp tục hành trình. Theo công ty cổ phần đường sắt Nghệ Tĩnh, trong ngày 30 31 tháng 10, công ty này đã huy động 200 công nhân, vật lực, máy móc tới hiện trường các điểm sạt lở tuyến đường sắt ở xã Đức Liên để tổ chức khắc phục sự cố. Do một số vị trí bị khuét hàm ếch, đất bị sụt sâu nên phải cần rất nhiều khối lượng đất đá bù đắp lại. Thậm chí các công nhân phải làm việc cả đêm để tuyến đường sắt sớm được thông tuyến.